Ok, hello chào mọi người. Xuống. Chào mừng mọi người đến với màn gọi là unbox tripod. Cái tripod mình đặt mua trên Lazada về. Giờ lại đúng cần thiếu một cái người gọi là cầm máy. Sau này chúng ta có cái tripod này rồi là không cần phải cầm máy nữa. Mọi chuyện sẽ ngon lành hơn rất là nhiều. Cái tài xấu y nhiều nhiều như nói. Tài đúng xấu luôn. Bây giờ làm sao ta tìm cách ta mở này ra đây. Mọi người giúp đỡ. Ok. Rồi. Hả? Lại giờ thiếu cái gì để mở băng keo ra. Thôi chả sao mở tay. Út luôn rồi sao phải xé này ra. Thêm lớp bọc nữa, hay lắm. Coi cái này đã nè. Cảm ơn quý khách cam kết giải quyết mọi vấn đề trong 24 giờ. Đây, chăm sóc khách hàng. Ok, chúng ta có cái tripod đính kèm theo là một cái remote phải không nhỉ? Đúng rồi. Đây. Quý khách vui lòng xem qua hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hỗ trợ kỹ thuật giải đáp thắc mắc Zalo Fiber không có Facebook. Nè. Bây giờ mạng xã hội tiên tiến rồi phải có cả Facebook chứ. Hoạt động từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều trừ thứ bảy chủ nhật. Remote nè, remote cũng ok đi. Với cục pin, pin tròn này, pin tròn thì gọi pin gì nhỉ? Không không này, phải nút áo là pin nhỏ hơn, không biết nút áo mà cái này pin tròn, CMOS. Ôi rồi, nó để cái remote sang một bên. Đến nhân vật chính, chúng ta có tripod 3110A. Các thứ tiếng Anh vấn đề cái là made in China tờ report. Ok, chúng ta hãy cùng nhau gọi là banh cái này ra. Mở Cái này phải trên đầu này không nhỉ? mở chứ ai dùng từ banh. Sao đâu? Ủa, bao nhiêu là lớp? Feel, feel it. Just feel it. Mở cái này ra chứ. Nhẹ nhẹ đấy đó. Còn là cố gắng rất là nhịn. Nó thôi, cái này đi rồi. ba chân phải không? Cái gì nữa, tripod nào mà chả ba chân. Rồi tập làm quen với tripod đi. Gì thiệt. Làm sao mở cái này ra ta? Ôi bị kẹt. Đây, cái remote tới để chỉnh gì vậy? À, bắt chó sai mà Trời, cao dữ vậy. 1m06 thì cũng nhớ đây đóng lại được còn đúng không nhỉ, như cái trên thì cái này đóng lại được mà sao đây không đóng lại được. Ok thế thôi. Còn chừng nữa. Cái remote để chỉnh gì vậy? Remote để gọi là để đứng xa rồi bấm Mình chỉnh bấm 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 cái chụp, gì? bấm chụp á. Bấm chụp hình mình bấm trong cái máy mình Là đó hả? Hay gì vậy bấm bấm xa rồi mình đứng xa mình ta? Biết bấm rồi. mà. Ý là mẹ nói cái đó mà anh chỉnh trong cái điện thoại mình được á. Không biết đâu nè, hôm sau không biết nữa phải kết nối thế nào á. À, đúng rồi, để bỏ vào được. Hơi cứng. Tại còn Do mở sao đồ 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 mới thì nó phải cứng thôi, còn mỏi tay quá. Mỗi cái tay này gắn điện thoại vào
vào như mấy cái là cái gì nhỉ? Biết rồi. Cái selfie stick á. Cùng nhau gọi là tìm cách gắn cái này vào, làm sao để ta gắn cái này vào đây nè. Ôi. Thêm cái đó một cút nữa hả? Khá là cao này, khá là cao. Thì mét mấy vậy mà? Mét 6 mà. Đau tao quá. Ok bà, để nó đi. Phải chắc chứ. Nè nó tuột xong. Nè nó có canh thức thủy đàng hoàng hơn. Không phải giỡn được. Ê, bước cái mặt vô. Bà chờ sao đâu. Đây cái gì nhỉ? À, gỡ bỏ cái thức thủy này ra thế nào đây. Thì coi trong cái hướng dẫn sử dụng. Ừ, ha quên. Hướng dẫn sử dụng rồi. Rồi sao giờ vậy chưa ngồi cầm quà vậy hả? Sử dụng từ từ cứ để nè phiếu bảo hành. Hướng dẫn sử dụng ngay đâu nhỉ? Quay được hướng dẫn sử dụng. Để giờ tạm tạm ngưng đi. Nghiên cứu cái đó đi. Ok ok ok. Ba bấm nút đỏ ấy. Nút đỏ để ngừng á. Ok thì cuối cùng mình cũng đã làm xong được cái tripod này. Đấy thì mình hiện tại mình đang gắn nó lên. Rồi hiện tại tay mình đang rảnh, rất là rảnh. Thì lần trước là hồi nãy ấy, là mình gọi là ngồi mày mò một hồi cứ tưởng phải gỡ ra nhưng không là phải gắn lên nhưng mà là gỡ ra. Đấy thì bây giờ cũng đã xong rồi. Và đây là cái tripod của chúng ta. Đây mình sẽ review cho mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem một vòng như là các thứ làm cái gì nhỉ? Gì đấy? Quên rồi. Mà cái rồi à, cái công năng của nó nè, các thứ ở đây thì nó để là nó sẽ có gọi là ba cái chân, cũng tất nhiên phải có ba chân nhé, đúng không? Three way fan head. Fan head là cái gì? Bỏ cho qua chân gọi là bốn chốt, gọi là bốn cái mắt chân, nó sẽ có bốn mắt, quick over lock, rất bờ lạc tiếp đấy. Nó không nói vấn đề đấy nữa, một hàng ngu tiếng Anh không nên nói gì nhiều rồi. Nó ở đây và ở đây chúng ta có cái này, cái nào vậy? Đây chúng ta có cái remote à. Đây bạn thấy cái remote ở trên thì nó là camera 360 iOS, còn ở dưới này nó để Android, không hiểu cái này sẽ làm thế nào. Dạo ý nghĩa gì không, không có ý nghĩa gì cả, chắc là do chưa kết nối thế nào mà làm sao à, nút nguồn nè, đúng bút được nè. Chắc là kết nối qua Bluetooth thế nào. Để xem thử. Alo. Đây. Nó đã được gắn vào rồi đây. Cái này xài cũng ok, nhưng mà nó chỉ để chụp hình. Đây chụp hình vậy rồi nó mắc vậy làm sao? Có sao. Cái này nó khuất là khuất cái camera. Đây à. Nghe cái này vào nó mới khuất. Thấy hiểu không? Đúng rồi. Nó chỉ khuất. Sao mày biết đẹp hay xấu? Vậy sao mày thấy cái mặt mẹ đẹp hay xấu trong đó? Né khỏi hai cái thanh nó ra, không phải con quay cái thanh nó lại. Con phải kẹp làm sao chứ? Biết rồi, cái này lỗi lỗi, kẹp hơi lỗi. Mà cái này dưới đây chụp hình thôi. Đấy, phát hết rồi. Để giấu nó không vậy? Con phải canh dưỡng đó chứ con giấu gì? Ông khùng. Được, vẫn ok. Nhưng là nó có sống làm sao chứ con đem làm sao này sao được. Đem làm sao 10 mét. Biết rồi nhưng mà tốt. 10 mét. Tốt tốt hả? Nhà chị biết. Đang quay. Ủa, đang quay hả? Quay nãy giờ á, mẹ không biết hả? Không. Để tắt này đi, cái này vô xong chia ra chụp hình. Ok, thì như mọi người đã thấy, mình đã thử nghiệm cơ. Đây nha các bạn thấy. Đây chính là cái tripod của chúng ta. Và cùng như cái bãi chiến trường của nó.
Đây, đây cũng chính là thứ mình khá là thích. Thì cái tripod này theo như thông tin thì nó mở được 1 mét 1 1 1,06 mét. Nãy mình nói hình như nãy mình nói mét 6 là không đúng. Đây chân nó có được cái bốn cái chốt là không? Đó, các bạn để vào đây. Để vào đây nè. Đó, vào đây. Và gắn cái máy lên thế là có thể quay. Đó, thật là tuyệt vời. Cuối cùng chúng ta có được một cái tripod. Bao nhiêu lâu chúng ta cầm máy. Cuối cùng tôi cũng nói cái tripod đây ngồi là hả, reaction. Ok, thì nếu mà thích video của mình thì nhớ like, share cho mọi người tiếng hơn. Nó chỉ là một lời cực kỳ lớn nhưng mà làm như video tiếp theo ấy. Ok, và đây sẽ là một lời chào từ cái tripod bắt đầu quay khuôn mặt mình lần đầu tiên Ok, thì nếu mà thích video của mình thì nhớ like, share cho mọi người tiếng hơn. Nó chỉ là một lời cực kỳ lớn nhưng mà làm như video tiếp theo ấy. Ok, bye mọi người. Một bác cái mi. Chào tất cả mọi người. Bye bye. Hãy nhớ ủng hộ cho mình để mình còn có thêm những pha gọi là review rồi là mua thêm những thứ mới cũng như là đổi điện thoại này nè, quá rồi nha. Bye bye mọi người.